Chiều qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Cửa Âu Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành mời đôi nam nữ thanh niên thực hiện hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Cụ thể là làm xiết tại khúc cua tay áo nguy hiểm trên đèo Hải Vân khiến dư luận bức xúc. Đôi nam nữ này cùng trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm Nguyễn Thế Anh, 35 tuổi và Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 3, trên mạng xã hội xôn xao về một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đổi tài với cô gái ngay trên chiếc SH biển kiểm soát 75K1-51016 nơi vòng cua tay áo của đèo Hải Vân, địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trạm Cảnh sát Giao thông của Hòa Hiệp đã ngay lập tức vào cuộc xác minh danh tính đối tượng và phối hợp với Công an huyện Phú Lộc mời các đối tượng làm việc. Tại đây, Thế Anh thừa nhận đã điều khiển xe máy độ chế không đội mũ bảo hiểm cùng vợ đổi lái trên khu vực đèo gây mất trật tự an toàn giao thông. Trạm Cảnh sát Giao thông Cửa Âu Hòa Hiệp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Thế Anh. Được biết, tối cùng ngày cặp đôi này còn rủ nhau cầm theo dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn.